Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều thay đổi nhân sự, Huỳnh Như không dự SEA Games 32. Tiền đạo nữ số 1 Việt Nam Huỳnh Như sẽ không có tên trong danh sách dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 và SEA Games 32 mà chỉ tham gia World Cup nữ 2023. Lý do không gọi quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022. Trong cuộc họp gần đây với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đề xuất ý tưởng không gọi Huỳnh Như trong đợt tập trung vào ngày 10/3 sắp tới. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, hiện tại Huỳnh Như đang thi đấu tại Bồ Đào Nha trong màu áo câu lạc bộ nữ Lang FC và cô để lại dấu ấn rất đậm nét cả về chuyên môn lẫn lối sống thường ngày. Cầu thủ 5 lần giành danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam đã chơi xuất sắc tại giải vô địch nữ Bồ Đào Nha, cúp quốc gia nữ Bồ Đào Nha và được đồng đội của Lang FC rất trân trọng, yêu quý. Một thành viên ban huấn luyện cho hay, một cầu thủ nữ Việt Nam lần đầu ra nước ngoài thi đấu mà đã sớm khẳng định được tên tuổi, điều đó rất đáng quý. Sự xuất sắc của Huỳnh Như ở Bồ Đào Nha giúp hình ảnh bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ Việt Nam nói riêng thêm đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng tôi trân quý sự đóng góp đó và muốn Huỳnh Như tiếp tục thể hiện vai trò của mình ở Lang FC. Do đó, ban huấn luyện sẽ không đưa Huỳnh Như vào danh sách tập trung sắp tới. Cô sẽ không dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 cũng như không dự SEA Games 32. Tuy nhiên, ở đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, chắc chắn Huỳnh Như sẽ được triệu tập. Còn ở ASEAN 19 vào tháng 9 năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển sẽ dựa vào lịch thi đấu của Lang FC rồi mới quyết định có gọi cô về Việt Nam hay không. Những nhân tố mới, so với thời điểm giành HCV SEA Games 31 vào tháng 5 năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam có một số thay đổi theo hướng trẻ hóa. Dĩ nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn giữ lại những nhân tố xuất sắc như Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trương Thị Kiều, Nguyễn Bích Thủy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Ông cũng sẽ điền tên một số gương mặt trẻ. Trong đó không thể không nhắc đến Vũ Thị Hoa, người vừa được bầu chọn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022, trung vệ Hà Thị Ngọc Uyên, câu lạc bộ Hà Nam, tiền vệ Ngọc Minh Chuyên, tiền đạo Lê Thị Thùy Trang, đều của câu lạc bộ Thái Nguyên T. Cúp vàng World Cup nữ có giá trị khoảng 30.000 đô la Mỹ, cao 47cm, nặng 4,6 kg và được làm bằng bạc phủ vàng trắng và vàng 23 carat. Sau khi kết thúc vòng loại Olympic, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ 17 đến 34. Kết thúc SEA Games 32, đội nữ sẽ tập huấn tại Đức từ 5 đến 25/6 và có ít nhất 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ nữ hàng đầu của Đức. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22 tháng 7, 27.7 và 1.8 tại New Zealand. Để thích nghi với khí hậu và các điều kiện tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến tới quốc gia này khoảng 2 tuần trước khi chính thức bắt đầu giải đấu, sẽ có các trận đấu giao hữu quốc tế, trong đó có trận gặp đội tuyển nữ chủ nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.